Hello mọi người, mình là Lạc Anh đây. Hiện tại mình đang là cơ phó của hãng hàng không trong nước. Và là học viên của chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh học Andrews University ở Hoa Kỳ. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa trường đại học quốc tế, đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và đại học Andrews Hoa Kỳ. Và mình đã giành được học bổng 100% cho chương trình này. Và video này mình muốn chia sẻ tới tần tật các bước đạp apply vào chương trình MBA tại đại học Andrews và các tips học bổng từ trường nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ tìm hiểu xem trường đang có những chương trình học bổng nào. Đối với chương trình MBA Andrews thì đang có các chính sách học bổng hỗ trợ tài chính lên đến 100%. Học bổng Global Leadership trị giá 3.000 đô, học bổng 30% từ hội cổ viên Andrews. Wow, hấp dẫn quá phải không nào? Và ngay từ bước chuẩn bị thì mình đã đặt mục tiêu là sẽ giành được số học bổng cao nhất. Và mình đã nhận được học bổng 100% cho chương trình này. Và sau đây thì mình sẽ chia sẻ các bước sang học bổng cũng như là các tips của mình nha. Bước 1 là chuẩn bị hồ sơ xét tuyển. Văn bằng và bảng điểm đại học thì phải có GPA từ 2.6 trở lên. Các văn bằng học vấn cao hơn sẽ là điểm cộng. CV giới thiệu bản thân và kinh nghiệm làm việc. Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc là chứng chỉ VSTEP bậc 4 hoặc tương đương còn hiệu lực. Trường hợp mà nếu như tại thời điểm các bạn xét tuyển mà các bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì các bạn sẽ được hướng dẫn làm các cam kết bổ sung chứng chỉ tiếng Anh trước khi bắt đầu nhập học. Vì vậy nếu các bạn chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì hoàn toàn có thể yên tâm nộp hồ sơ để xét tuyển nha. Với các chương trình học của Hoa Kỳ thì thường sẽ yêu cầu điểm GMAT từ 1.000 điểm trở lên. Và điểm GMAT này có thể được miễn nếu các bạn có đủ kinh nghiệm 5 năm làm việc trở lên. Và trường hợp các bạn mới ra trường hoặc là chưa có đủ kinh nghiệm làm việc thì các bạn phải học 2 môn là môn thống kê là Statistics này và môn đại số là Pre-Calculus Algebra đều đạt điểm B trừ trở lên hoặc là hoàn thành 2 môn chuyên đề đầu tiên của chương trình với điểm tích lũy trung bình từ 3.25 là B cộng trở lên là ok nhá. Và đến 2 thư giới thiệu, đây cũng sẽ là một phần rất quan trọng về thư giới thiệu, sẽ cung cấp một cái góc nhìn đánh giá khách quan về bạn. Vì vậy nên là bạn hãy xin thư giới thiệu từ cấp trên này, giảng viên hoặc là các giáo sư gần gũi với bạn để có những cái đánh giá tốt nhất về bạn nha. Và thư giới thiệu thì nên được trình bày trong một trang giấy và được chia làm hai phần chính. Phần đầu sẽ nêu rõ tên này, chức vụ của người viết và mối quan hệ với người được giới thiệu. Phần sau thì sẽ tập trung vào các câu chuyện, những trải nghiệm cá nhân để làm nổi bật lên các điểm tốt này, điểm mạnh của người được đề cử. Và đó là bước đầu tiên để apply học bổng và đại học Andrews. Nếu mà có thắc mắc gì thì mọi người có thể hỏi mình ở bên dưới comment nha, hoặc là follow fanpage Andrews University Việt Nam để được cập nhật những cái thông tin mới nhất về trường mình á.